thường chân Pháp đã xâm chiếm vùng đất Nam Bộ, một lũ chó săn cường hào ác bá, ngang tàn bóc lột xương máu của những người dân. Hình tượng người nông dân Nam Bộ thật là đầy dũng khí. Ngày 16 tháng 2 năm 1928, anh em nhà Mỹ Đức đã dám đứng lên quyết tử một cuộc chiến không cân sức, máu tắm đồng lộc nạn, câu chuyện bi hùng giáng của huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Qua nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, lời tri ân của những người con đất Việt mãi mãi nhớ đến những người đã nằm xuống, xin được phép tái hiện lại lịch sử. Chẳng mấy cách tiếng gọi nhau, đàn trai ta